Bà Thư ơi. Mơ ơi, đây này. Đây, đây. Đi theo tiếng gọi của con tim. Hello tất cả các bạn, thì ở đây quên mất. Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Quay Bên TV. Và ở đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một loài gặm nhấm, là một loài thú có vú chứ không phải là bò sát nữa, không phải là nhện nhiếc gì cả. Đó, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về con thú có vú. Thì ở đây chính là con sóc chó, nghe gọi là sóc chó cho nó thân thiện. Đó là sống ở vùng Bắc Mỹ, hay còn gọi tên khác là sóc Bắc Mỹ. Và cái tên sóc chó của nó là bởi vì bọn này có thể sủa như chó. Nói thế thôi, nhưng mà thực ra bọn nó ít kêu, nhưng mà mỗi lần nó kêu thì nghe cũng hơi giống giống chó, nhưng mà người ta gọi là sóc chó. Và bọn này nó là cũng như các con gặm nhấm khác, nó là sống kiểu mấy đàn. Và cộng đồng nó vãi cả to luôn ấy. Cộng đồng nó là gồm mấy mấy 20 gia đình, rất là to luôn. Bọn này mắc sai thì nó khoảng tầm người nó dài khoảng tầm 30-40 cm đấy, thì cũng là gọi là size vừa, thì nó không bé quá. Và thức ăn thì như các bạn đã thấy là nó đang ăn cỏ nén này. Bọn này thì chủ yếu là ăn cỏ giống như là thỏ ấy, nhưng mà cũng có thể nó sẽ ăn thêm một vài loại côn trùng linh tinh khác, nhưng mà cái thường nó sẽ ăn rất là ít khi ăn côn trùng, khá là ngoan. Nhưng mà đây là trong môi trường nuôi nhốt, là còn bình thường ở ngoài tự nhiên thì bọn này nó khá là dữ dằn và có cái vũ khí cực kỳ lợi hại, đó là cái móng vuốt và cái răng của nó cực kỳ căng thẳng luôn. Đó, theo như mình tìm hiểu thì bọn này nó là một chi sóc và chó luôn, và nó bao gồm 5 loài luôn. Thì thực ra là mình cũng không nhớ là loài gì, mình sẽ cho nó ghi ở đây cho các bạn nhìn là có những loài gì các bạn có thể tìm hiểu. Nhưng mà cái loài phổ biến và đang được bán ở Việt Nam thì nó là đây là black tail, là sóc chó đuôi đen. Các bạn thấy đuôi nó màu đen này. Nó hơi bẩn tí, nó vừa tè xong nó lại cái đầu đuôi nó sẽ nó vừa nghịch nước, cho nên là cái chỗ phần dưới người nó hơi bị bết bết. Còn bọn này các bạn các mày thả ra nhà được không? Thả được mà, thả xuống. Hiểu linh tinh không? Thì thả nó cũng thả vài bãi nhưng mà phân nó cứng lắm. Đấy, phân thế cũng như rác này. Ừ, kiểu thế. Không như rát đâu, rát cũng hơn nhiều. Rát hơn nhiều, rát hơn nhiều. Bởi vì là con rát nó ăn linh tinh, nó ăn rất nhiều chất kiểu mặn như là kia ấy. Cho nên là phân của nó sẽ bị hôi hơn cái bọn này nó ăn cỏ, như là đấy, nó sẽ cái nồng độ cái mùi vị nhạt, mùi vị nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Nó giật mình nữa đấy. Bây giờ mình chưa quen ấy. Ví dụ mà mình nuôi một con rồi về nhà gọi tên nó cái là bắt đầu nó gân cổ lên hú hú này. Hú như chó luôn này. Thế này, ví dụ như là nhà bạn nào mà kiểu ở chung cư bé bé, hoặc là nhà nào bé mà muốn nuôi chó không có điều kiện, thì các bạn có thể nuôi con sóc chó này. Nó cũng hú lên như chó và nó cũng biết tên của nó, và các bạn có thể thả nó ra nhà được. Là biết chủ nha, không phải chủ nó cá kĩa đó. Nó tát vào nó rồi. Tay của này nó cầm rất là linh hoạt, nó còn linh hoạt rác luôn, và cái ngón tay cũng dài nhỉ. Cái móng. Ừ, ngón cũng dài mà. Dài thế đấy. Để nó có thể linh hoạt trong việc cầm nắm các thứ. Và đào hang. Bọn này đào hang thì hang của bọn này nó thường khoảng tầm 5-10 mét các bạn ạ. Và đường kính hang thì nó cũng phải 20-30 cm gì đấy. Nhưng mà nuôi những con gì thế thì nó sủa. Nó bảo là tao đéo thích. Khi mà các bạn nuôi con gì như thế thì thực ra mình khuyên các bạn nên nuôi những con đấy từ bé, để các bạn có thể hiểu được tập tính và điều chỉnh được, có là nuôi nó dễ hơn. Hiểu được tập tính và điều chỉnh được, có là nuôi dạy ấy, sẽ tốt hơn là khi các bạn lấy con to, vì con to thì nó sẽ nó là hình thành tính cách, nó hình thành tính cách rồi. Nên con gì cũng thế, mình cũng muốn nuôi từ bé luôn. Còn con to thì cũng chỉ là để trưng bày, để show, để khoe thôi. Còn anh ơi, nếu mà đã nuôi làm pet, nuôi chơi thì nên nuôi từ bé. Anh này ơi, cho con Miu vào đây chơi này. Bạn của nhau mà. Bạn của nhau, gặp nhau từ nãy giờ. Bạn yêu mà. Gặp nhau. Quỷ dậy sợ. Sợ hết hồn. Mèo ăn cỏ luôn. Đó. Bọn này bình thường tắm tắp như nào? Như chó mèo luôn. Như chó luôn. Sợ nước không? Có sợ nước không?
mình giữ thì nó sẽ quen dần thôi. Còn con nào hầu như mỗi tập rát của tao, rát của tao nó tự tắm luôn. Rát mày đỉnh rồi, con này nó có trí thông minh. Con này nó bị nháo mẹ thôi mẹ. Bọn này thì nó sẽ cái ngôn ngữ của bọn này nó sẽ phong phú hơn so với một số loài động vật khác, là ví dụ như là nó cảnh báo cho nhau, là ví dụ có một cảnh báo một người đến, nhưng nó sẽ mô tả được mọi người ấy như thế nào như thế nào, rất là dị luôn. Cái ngôn ngữ của nó phong phú hơn bọn chuột bình thường. Nó sống với cả bọn Bắc Mỹ này lâu, nó ăn cỏ luôn rồi. Nó đang tưởng tượng nó là con sóc chó. Không hiểu. Mèo ngoan, ăn cỏ. Ăn hạt mèo đâu. Bọn này hoàn toàn có thể dạy được luôn. Dạy đi vệ sinh này, dạy tên này, gọi này. Nếu mà chủ về mà gọi tên cái là nó cũng sẽ hú lên đấy. Sủa như chó. Nên bọn này nó thông minh đấy. Nghe mày, nghe các bạn nào có sủa không? Đừng ăn của nó nữa. Tầm này nó đang thay lông. Tay của nó rất là ngắn nên cho nên là không sử dụng tắm cát như là bọn chuột hamster hay gì. Nhiều bạn hỏi là có tắm cát không ấy. Bọn này không nhá. Nếu mà tay nó bị tắm cát thì sao? Tay nó rất là ngắn và không phải để tắm cát đâu. Nên là nó rất dễ chụp vào tay này. Bọn này tắm nước rồi cho sạch. Tay tắm thì sẽ cát để chụp vào tay. Nên này như con này này nó không cụp được đâu. À nó không cụp tay được thì tắm nước là mình cụp cho nó. Tắm nước thì mình vuốt ở trên đầu xuống này này, còn từ chỗ dưới cổ này thì mình hắt nước lên này, còn ở trên đầu này thì mình vuốt massage giống y như chó mèo mà. Con này dễ dãi nhỉ. Bọn này có một số lưu ý là mọi người nuôi thường cho nó ăn linh tinh á, có người cho ăn thịt này, có người cho ăn sâu dế này thì hại thận nó lắm. Đúng rồi, hại thận và nó kiểu béo phì ấy. Gặp nhiều trường hợp mang đến đây chữa rồi, nó bị co giật rồi, nó béo quá, người nó sờ như mỡ này kia, nó kiểu nó rất dễ chết. Người nó bèo nhà bèo nhau thì không chắc này đâu. Đây nó đang thay lông. Con bị thế các bạn ạ, kể con người thế, béo quá là không tốt, rất nhưng mà chết. Gầy quá như mày thì tốt đâu. Khỏe mà. Đây, tao sờ đầu gối của mày, tao sẽ toàn xương cơ mà. Nói chung là phải có vậy, ra có là chân lý. Nhưng mà không nên béo quá, không nên gầy quá. Đúng không? Con này thì lại được xác định là một loài gây hại cho môi trường ở một số quốc gia, kiểu như là bởi vì nhưng mà đông quá, nhưng mà tôi tưởng nó như điện. Y như chuột. Cũng như chuột, nhưng mà vấn đề là bọn này sinh sản nó khó khăn hơn. Mà bọn này thì cái mùa sinh sản của nó chỉ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Cho nên đấy là của gì, nhưng mà số lượng của chúng nó rất nhiều, chúng nó sống bầy đàn, mày hiểu không? Chúng nó toàn đào hang xong là đứng kiểu thế là trong vòng rau màu, kiểu trong một năm đấy đến cái giờ đấy là nó chỉnh nhau linh tinh, kiểu như là thắc loạn lên. trong một cái hang bầy đàn có khoảng tầm mấy chục gia đình, là khoảng tầm lên tầm 100 con nó thắc loạn linh tinh hết cả lên. Lời vệ tinh đấy mà lại bệnh hoạn nói đấy. Ngoan như này, vang kìa, nằm ngoan chưa? Mỗi lần một lứa nó đẻ khoảng tầm mấy con nhỉ? Khoảng 4 con. Ít hơn chuột luôn. Khoảng thế thôi, có khi thì khoảng 1-2 con thôi. Tùy, có thể tối đa đến khoảng 6 con. Nhưng mà trung bình thì khoảng 3-4 con thôi. Xác định được cái đấy em, nó có lên mi nhiều không? Đây này, ví dụ như là như này nhá thì kéo lên mi à? Không, nó đây là đây này, chỗ này đối với hậu môn này, nó mà gần hơn thì là cái, mà xa khoảng một đốt tay thì là được. Nhưng mà nó không lên bi đúng không? Còn cái sau nó một năm tuổi thì nó sẽ một năm tuổi mới lên á? Nó sẽ bi ra luôn. Khi mà còn nó phải 2 năm thì chúng nó bắt đầu sinh sản được. Nếu còn rác các bạn ạ, các bạn nuôi rác đi. Nhưng mà nuôi bọn này nó khôn. Thật ra nuôi bọn này là núi chơi chứ không phải có mỗi cái sinh sản. Ở bên Thái Lan có sinh sản đâu. Đây là nhập bởi vì một năm nó sinh sản phải đúng một tiếng đồng hồ, nó chỉnh đúng một tiếng đồng hồ. Cảm béo ấy mà đấy. 2 năm tuổi mới đến tuổi sinh sản á. Thế bọn này tuổi thọ bao nhiêu? Khoảng hơn chục năm. Cũng căng. Tuổi thọ của rác thì nó chỉ còn tầm 2 đến 3 năm thôi các bạn. Mày thấy vừa nãy không? Nó đói này. Bây giờ nó ăn no này, bụng nó lại căng từ như thế này. Nó đói. Nhưng mà nuôi cho thỏ này tốn nhỉ? Tốn gì? Một cái gói cỏ này nhá là 300 nghìn nhá. Cho ăn bao lâu? Một con? 2 tháng. 2 tháng 300. Thế thì đắt gì? Cũng tầm tạ. Nhưng mà tao nuôi như thế còn rẻ hơn mèo riêng. Thì rõ ràng cát mèo bất kỳ con gì tao nuôi cũng rẻ mèo hết. Mỗi mèo là tốn tiền nhất, tiền cát, tiền thức ăn, chuồng nữa. Mẹ biết không, hôm trước tao vào xây cái chuồng 2m x 1m x 2m cho mèo. Tao có cả một con chó. Tao có con chó. Có gì? Tao có gì? Có
con gửi của mày bao cân? Mấy cân? Được hai cái. Tao không. À, con kia một cái. Được. Thì sao nên tao không đẻ được? Con hai tháng sao lên một lần? Được, vậy con kia là trai con trinh. À. Chưa đi lần nào vậy nhá. Thôi, tao không nào, tao mang cho thử máy. Được. Đấy là chưa đi nhận nào xong ra. Sẽ clip cho Cookie đi chị gái đấy các bạn nha. Em này, con này nó rất thích gãi nhá. Con này vật ra cũng được này. À ngoan. Quê nó chịu được. Đó, nó vật ra được mà. Nó đang muốn ăn đây này, vật ra. Nó thích gãi cổ đây này, thấy chưa? Nó phê phê đây. Nhưng mà nó đang muốn ăn nên vật ra đây. Sẽ trúng trả. Quê nó chịu được. Đấy là ví dụ thôi. Ôi thế à. Ôi, cái này là những con sóc Bắc Mỹ mà phổ biến hầu hết toàn là bọn đuôi đen nhỉ? Ừ, con này nó sống nhiều ở Bắc Mỹ mà bên đấy nó nhiều đến mức mà người ta phải săn rồi ăn thịt như kiểu chuột này á. Mà cũng như là mèo bên Úc ấy. Nhưng mà đáng nhưng mà trông cũng hay. Ơ, cái con to hẳn là con Himalaya nhỉ? Ờ, Himalaya, con đấy thì trung bình khoảng 6 cân. Ăn nào? Con Himalaya thì gần đây mới xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam một hồi trước. Tao bán rồi. Năm trước rồi. Thì đấy là gần đây mà là có mấy năm gần đây ấy. Còn những năm trước thì ta không biết. Còn những năm trước thì là bọn này là phổ biến hơn. Nhưng mà những năm gần đây nó xuất hiện những cái con mà nó trông gần như con này nhưng mà nó lại to hơn. Cái video mà ở bên Trung Quốc người ta hay chèn cái con đấy nó đứng lên xong nó cười. Nó hét lên ấy. À. Con gì? À. Con Himalaya. Hồi trước định coi con Himalaya nhưng mà con Himalaya của con phẩn chết mẹ rồi. Con này nó dữ hơn con này nhiều. Cho nên bọn này nó con đấy trông nó hơn. Kiểu như là trông nó béo nó bình hơn cho nên là mọi người quan tâm đến con đấy hơn là con này. Không nhưng mà con đấy dữ lắm. À ừ thì tất nhiên rồi. Sóc chó à. Đấy, chơi đi. Con này được làm thú cưng được. Đấy, thấy rồi. Khá là lâu rồi. Tự biết vào chuồng luôn. Này, đi. Không, nó chả sợ đâu mà con mèo nó không sợ. Nào, cắn nó. Đây. Đây là tiếng sủa hay à? Đấy, đại loại. Các bạn nghe thấy tiếng sủa. Ôi, sủa to ấy. Gáy lên nào. Đây là mèo. Bình thường là chó này bắt nạt mèo các bạn ạ. Còn đây con mèo này nó nhân cơ hội này bắt nạt con sóc chó. Nó cảm giác là nó đang bắt nạt con chó. Nào. Ra đây. Ra đây. Tao sẽ bảo vệ mày. Nó đang sợ rồi. Ra đây con ơi. Ui, nó cắn đả này. Nó ra thì trêu hơi nó quá thì nó trở khó chịu. Cắn đau ấy. Chung là trong bọn này khá là hay các bạn ạ, có thể chơi một con rồi thả trong nhà các thứ cũng được. Nói chung là những con nhà nào mà bé bé thì hợp lý. Bọn này bao tiền một con? Con này là 3.8 triệu. Tuổi thọ 10 trên 10 năm, thế thì cũng được. Tức là có vẻ được hơn là mấy bọn raccoon kia. Raccoon kia tuổi thọ thấp ấy nhỉ? Ừ. Ê, đi đâu đây? Ê. Chuẩn bị, nó chuẩn bị vào cắn chân thành. Tao thì bất lực luôn đi. Đâu rồi, tìm kiếm. Đâu rồi. Trong gầm. Nó chui lại trong gầm rồi, nó chạy để, rồi. Để thả ra cơ. Đấy, con mèo này. Nó dậy này, chính xác ra. Đây còn một con sóc Bắc Mỹ khác rồi các bạn ạ. Con này nó đang... không, tao không xóa báo, tao chỉ quay thôi. Con này đang nhai rất là ngon lành. Và đứng hóng lên để hóng xem là có việc gì xảy ra. Ai, chơi đi. Lại chơi đi, chạy. Bắt mẹ luôn, bắt chuột. Đang bắt chuột. Khổ vậy. Đây. Khổ đéo chịu được. Tôi thề các bạn luôn là trong nhà có một con mèo thì các con khác sẽ sống trong một cái nỗi sợ hãi rất là to lớn. Trời ơi, con mèo. Ok anh em ơi, clip giới thiệu con sóc chó đến đây là kết thúc rồi. Bởi vì con mèo đã đuổi con sóc chó vào trong một cái chỗ hang hốc rất là hiểm hóc. Đấy, và con đang cố bắt lại nhưng mà không được thì chúng tôi sẽ kết thúc sớm ở đây. Và thực ra cũng đéo còn gì để nói nữa. Thôi tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Tạm biệt. Đây là con mày đã hại con sóc. Lấy đi. Mày phải chết cái tao. đây là hình phạt à? Kiểu như là dụng cụ hành hình ấy. Ủa, to vãi. Cái này là dành cho con gì? Sóc đây, của sóc Bắc Mỹ đây. Đấy, hành hạ động vật nhá. Hành hạ động vật. Tao thả xuống. Thôi đừng lăn, thả xuống thôi. Đấy, mày chạy đi chơi đi. Ừ. Nó sướng ấy.
Không lăn thế này, để cho nó đi, nó chịu đi. Nhưng mà thẳng nhưng mà mèo người nó mèo nó dài. Con mèo người nó dài. Đi. Nó cứ để kệ nó đừng ngượng mà. Cho nó làm cái gì? Lần sau mày có dám bắt sóc nữa không? Cho mày chơi cái đồ chơi của sóc ấy. Mày bắt sóc bỏ lọ nữa không? Mẹ con này. Cáo đây này. Đấy mày bắt sóc bỏ lọ nữa đi. Mỗi lần nó nghịch như thế mày nhốt vào đây là cho nó sợ. Chạy đi. Bắt hộ bố mày cái. Chán rồi. Sao nằm đấy cái mẹ nó. Nó đang cầu cứu rồi. Ngã. Không có đâu. Ngã. Tu rồi. Có đẻ xem nó có ra. Chưa biết đừng ra đâu. Ây da. Ra đây. Nó bé quá. Nó bị lệch trọng tâm. Ây da. Nó đi. Thôi sao bị mất đường ra rồi. Thôi cho mèo rồi, kêu mèo rồi. Đây. Ra đi. Lần sau mà có thấy nữa không? Lần sau mà có thấy nữa không? Hả? Trong mặt này vẫn mẹ mất dạy lắm.